Chào cô chú anh chị nha, em có hai cái bơm mini Robin bơm mũ nha, 03 và 04, màu đỏ là 04. Con này thì cái nắp e này nó bể rồi, em thay cái nắp e khác, bộ nắp e khác ra nha. Cái nắp ngoài nó thì còn đây mọi người, đây, nắp ngoài của nó thì còn đây, mà nắp trong của nó thì bị bể này, em thay cái nắp trong để gắn cho nó ok. Máy này em cho nổ rồi nha, em làm nổ luôn. SC04 thì mấy con này ấy thì tầm rời nên là đa rất là nhiều cô chú anh chị là kiểu như mình, có nhiều người ấy là về đa số mua cái này về không có dùng để bơm nước, mà là cô chú anh chị đó mua về để cắt cái đầu bơm bỏ ra, xong rồi cái cốt của nó thì mọi người gắn cái bố bố côn tầm lớn á của Robin này, rồi gắn cần phát cỏ vào phát rất là khỏe ha. Con này 04 là 40 ly, con này là 36 ly ha. Cho nổ rồi nha. Còn cái việc mà vệ sinh mà theo ý như mọi người ấy, thì mọi người tự vệ sinh nha, em thì em chỉ cho nổ rồi vệ sinh sơ vậy thôi. Này là bướm ngủ nha, cái loại bướm sắt thì nó khác nha mọi người. Bỏ mũ hết. Công tắc bên này, này cho nổ hết rồi nha mọi người. Cho nổ thì cái này là em đổ xăng ra hết nha, tại vì đôi khi mình chứa xăng trong này miết á, mà kiểu như mình để lâu chưa bán á, thì nó sẽ càng ngày nó càng đen cái bình xăng, tại vì mình không dùng á, mình ngâm xăng trong đó. Thì hai cái này làm nổ rồi nha mọi người nha. Bao hoạt động nha mọi người. Đó, cái nắp này thì em thay cái nắp khác để cho gắn cho nó ngon lành. Cái con màu đỏ này thì em để cho người 1,6 triệu nha. Đó, còn cái con màu vàng này 03 này thì em để cho người 1,5 triệu nha. Đó. Còn cô chú anh chị là muốn bao ship ấy, không bao ship nha, còn muốn cô chú anh chị muốn bao ship thì thêm cho em 30.000 nha. Ha. Thêm cho em 30.000 em bao ship nha. Thêm cho em 30.000 một con em bao ship cho nha. Còn nếu cô chú anh chị mà lấy một cặp này luôn á, hai con này luôn á, thì em tính cho 1,5 triệu một con luôn ha. Nó tính cho đồng giá luôn. Còn muốn bao ship thì thêm một con 30.000 cho em. Hai con là 60.000 ha. Đó. Em nhắc lại giá nha, máy này là em làm nổ rồi. Đó. Con này mua lẻ một con là 1,6 triệu, nó tại vì nó 04, còn con này là 1,5 triệu, máy nó 03. Muốn bao ship ấy, mua một con muốn bao ship ấy thì thêm 30.000 một con nha. Đó. Còn cô chú anh chị nào mà anh em nào mà mua về bán lại hay là để lên cần mấy cỏ đồ á, thì một cặp này ấy, lấy một cặp luôn ấy, em tính cho 1,5 triệu một con. Đó. Còn muốn bao ship thì một con cộng vào 30.000 cho em ha. Rồi, cho cô chú anh chị nhé.